Đây, chạy luôn đúng rồi. Với những ai là fan của hâm mộ của cái dòng game RTS, chắc chắn là các bạn không thể nào bỏ qua cái CD siêu phẩm Total War được. Cái CD Total War này hình như mình giới thiệu các bạn rất rất nhiều các phiên bản khác nhau rồi. À đúng rồi, mình đã giới thiệu các bạn gần như là toàn bộ cái CD Total War luôn rồi, từ phiên bản Shogun 2 trở đi. Còn những cái phiên bản trước đó thì vì đồ họa của nó khá là tệ cho nên là mình đã quyết định đó là không giới thiệu, chứ không phải là mình không tìm được những bản collect. Mà cái series Total War ấy, thì nó cũng xây dựng tên tuổi của nó tốt nhất từ cái phiên bản Shogun 2 luôn. Cho nên là có lẽ là cái việc mình giới thiệu các bạn từ phiên bản đó trở đi cũng là điều hợp lý đúng không nào. Các bạn có thể lên channel của mình vào phần gì nhỉ? Phần danh sách phát á, các bạn tìm đến cái tổng hợp Total War, các bạn sẽ có được, các bạn có thể download được tất cả những phiên bản ngon nhất của Total War mà mình đã tổng hợp lại nhá. Nó gồm những phiên bản gì nhỉ? Shogun, rồi là Alatica, các thứ, Rome biết các thứ, nói chung là nhiều á. Và cả Total War 1, Total War 2 đều có luôn rồi. Và đây bây giờ thì mình sẽ mang tới cho các bạn cái bản Total War 2 Full DLC đúng rồi. Thì nó vẫn là cái bản đoạn cinematic đầu tiên này nhưng mà mình sẽ qua nhá. Thì ở đây, để có thể cho các bạn thấy đó là có những cái DLC tích hợp trong đây rồi, mình sẽ ấn vào cái này nhá. Mình sẽ không vào game mà mình sẽ ấn vào cái này này, đây này. Đây là default đúng không nào, đây là cái hình nền default này. Có lẽ là hình nền của cái DLC Tom King. Như vậy là trong game này có DLC Tom King. Ấn phát nữa sẽ ra được Queen and the Clone, cái DLC Queen of the Clone cũng là tích hợp trong bản game luôn đúng không nào. Chỉ những cái game nào mà có cái bản DLC này thì nó mới có cái hình nền thôi các bạn. Còn những bản game mà không có những bản DLC này thì các bạn ấn thế nào không ra được hình nền thế này đâu. Chứ nào, mình sẽ ấn phát nữa nó sẽ ra cái đó là Vampire Quest. Đây là cái DLC mới nhất thời điểm hiện tại của Total War Warhammer 2. Và đó là cái ba cái DLC nổi bật nhất trong cái bản Collect tổng hợp này. Thì ở đây, xong rồi thì các bạn đơn giản chỉ cần đó là trước mắt thì setting liên thuyên các thứ đúng không nào. Sau đó thì vào game mà chiến thôi. Mình sẽ vào phần graphic trước nhá. Ở đây thì thử phát Advanced nhá. Game này nổi tiếng là game rất nặng, sao lại Ultra này. Đó, Ultra hết các bạn ạ, các bác. Bản Crash này nó nhẹ hơn tưởng tượng à. Thì mình sẽ để giữ nguyên cái setting Ultra này và bây giờ mình chạy thử Benchmark nhá. Card của mình là card 050 Ti 4GB nha các bạn. Benchmark các bạn ạ. Battle Benchmark. Battle chắc chắn đúng không ạ? Battle luôn là cái mà kéo cái Benchmark cao nhất. Trận chiến. Đây này. Nếu mà trong đấy cái game này nó thuộc, mặc dù nó setting cho mình là Ultra nhưng thực ra cái game này là game thuộc loại nặng nhá các bạn. Cho nên là nếu các bạn muốn nó load nhanh hơn ấy và vào game nó mượt mà nhanh gọn hơn ấy thì các bạn hãy giảm cái setting xuống. Còn nếu các bạn mà muốn cái hình ảnh của nó từ game nó phải nói là chân thực và đẹp ấy thì các bạn hãy nâng nó cao lên. Nhưng mà đồng nghĩa với cái việc đó là khi mà các bạn load game nó sẽ load rất là lâu luôn. Chứ nào? Thì nó có hai cái giá trị, một là hình ảnh và một là cái tốc độ chạy game, thì các bạn chỉ chọn được một cái thôi. Còn nếu không ấy, thì các bạn cứ để trung bình ở tầm giữa giữa ấy, khoảng tầm medium hay là 22 chút được. Thế nào? Còn với những bạn mà có cái máy tính thuộc loại siêu nhân như kiểu 1080 Ti các thứ thì các bạn không cần phải nghĩ đến những cái điều mà mình vừa nói. Cứ Ultra mà chiến thôi. Còn với những bạn máy yếu thì các bạn hãy chịu khó setting thấp xuống một tí để cho cái quá trình load game nó được nhanh hơn. Các bạn đỡ phải chờ đợi lâu để có thể có được vào một trận đấu đúng không nào. Game RTS thì nó không thường ấy, những cái bản game RTS thì nó cái đồ họa nó không yêu cầu cao lắm. Nhưng mà riêng Total War thì nó lại yêu cầu rất là lớn. Bởi vì game này nó đầu tư rất là nhiều về cái phần hình ảnh. Hơn nữa cái bối cảnh của cái dòng game RTS thì đương nhiên rồi, rất là rộng đúng không nào. Và hình ảnh nó còn phải đẹp nữa thì chắc chắn là game rất là nặng. Thế là mình nghĩ là các bạn hãy thử tham khảo ý kiến vừa rồi của mình để có thể đó là setting sao cho nó phù hợp nhất với cả chiếc máy tính của các bạn. Còn đây các bạn thấy setting Benchmark thôi, chạy thử Benchmark thôi mà nó cũng loát lâu như này rồi. Thì khi mà vào game chính nó còn lâu nữa đúng không nào. Đây, xong rồi mà vẫn chưa thấy game đâu. Mặc dù đã chạy hết cái thanh này rồi. À, có âm thanh này. Đây, với setting Ultra thì chúng ta sẽ có được khoảng tầm đó là 40 FPS tụt. Vãi lúa. 30 luôn rồi. Tụt xuống tầm 39 luôn các bạn ạ. Cái này mà hai quân lao vào nhau chắc xuống còn dưới 30 luôn cơ. Đây, càng lúc càng xuống sâu các bạn ạ. Đây, hai đội quân lao vào nhau đây. Xem như thế nào nào. Tên à? Quả nhiên chất lượng đồ họa rất là tuyệt các bạn ạ. Úi dạ, lao vào nhảy bổ các thứ rất là chất đúng không? Cái là quân gì nhỉ? Mình nghĩ là bên phải là quân loài người thôi.
được chung 32 rồi. Xem nào, AVG trung bình thì được 39 FPS à. Thì thực ra ấy, con số trên 30 là có thể chấp nhận được nha các bạn. Còn dưới 30 thì lúc đó là mới là vấn đề. Còn trên 30 thì có thể chấp nhận được. Còn những bạn nào yêu cầu cao hơn ấy, thì các bạn thường là thích con số 60. Nhưng mà thực tế thì cái con số từ 30 cho tới 60 ấy, mắt thường khá là khó nhận ra nha các bạn. Cho nên là nếu mà được ấy, thì cứ để trên 30 là ok. Thế rồi. Cho nên là có lẽ mình sẽ giữ lại setting này. Chứ mình không có thay đổi hạ xuống hay gì cả. Đó là setting on ultra. Đây, được rồi. Thì các bạn setting, ấy lại ấn nhầm rồi, trời ơi. Lại loan lại phát nữa. Thì nói chung là các bạn setting xong ấy, thì các bạn cứ thử chạy cái benchmark này. Sau đó thì các bạn xem được các bạn là bao nhiêu FPS. Lúc đó các bạn sẽ có thể có được những cái quyết định về việc đó điều chỉnh nhớ. Cái phần advanced setting sao cho nó phù hợp nhất. Đúng rồi. Bây giờ mình ấn nhầm rồi, mình lại phải đợi nó load. Fuck. Sau khi load xong ấy thì thường máy tính chúng ta nó sẽ lưu cái phần load đó vào trong cái bộ nhớ đệm, cho nên là những cái lần thứ hai, lần thứ ba khi mà chạy load nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Rồi, tự nhiên chạy lại, nó lại phải thoát ra. Lại xin bên mạch. Chùi đê cơ chứ. Úi giời, bình quân là 32. Vãi lúa. Tại đây sẽ chạy hết đấy các bạn. Lúc đầu benchmark nó thấp, nó tính khoảng vài giây cho nó cộng trung bình ra là vậy. Chứ nếu chạy hết thì nó vẫn là 39 thôi. Rồi, giờ thì đừng hòng anh ấn nhầm nữa. X nhầm. Đó là phần advanced đúng không nào. Advanced có cái phần option setting. Hoặc là các bạn có thể ấn phần recommend này, nó sẽ tự động setting cho các bạn nhé. Nếu các bạn setting lưu thuyên quá mà các bạn không biết các bạn đang ở đâu nữa rồi. Chúng ta lại phần option. Âm thanh thì sẽ để mặc định nhá. Control thì đặc trưng của game RTS đúng không nào. Nút cực kỳ nhiều. Bên Rust cây ấy. Rust cây thì hoa đấy. À đây thay đây mà đâu còn thoát đây rất tiếp được. Thay xong thì các bạn ấn save nhá. Save cây nhá. Cứ ấn vào nó, ví dụ cái view camera book các bạn click vào nó và chọn một số gì đó là được. Ví dụ mình chọn số mua 3, mua lock 6 đấy. Sau đó ấn nhét là được rồi, sau đó các bạn save cây là ok đúng không nào. Mình sẽ không lưu. Mình sẽ để mặc định mọi thứ luôn. Để còn đến phần game setting à. Clear story. Cái gì ấy? Advanced Print PC Color Blind. Có cái hỗ trợ cả cái chế độ đó mù màu cho những người chơi bị như bệnh về mắt nữa này. Macro Scale Unit Explan Mod Default Loop to Lock. Cái này liên quan đến cái phần điều khiển quân các thứ này. Mình sẽ không động. Để mặc định mọi thứ luôn. Ánh sáng và độ tương phản các bạn thích chỉnh như nào được nhá, tăng lên giảm xuống thì các bạn. Nói chung là cũng chỉ có vậy thôi, không còn nhiều nữa. Đây các bạn có chỉ phần download content thì các bạn thấy đó là you on available DLC pack, nghĩa là bạn đã có tất cả những cái DLC luôn này, không cần phải download gì nữa. Thực ra thì cái chức năng này dành cho game bản quyền thôi, chứ các bạn game crack các bạn ấn vào đây thì các bạn chả download được cái gì đâu. Chúng ta chỉ cần chỉ vào đây chúng ta thấy được cái dòng chữ kia là ngon đúng không nào. You on available DLC pack, bạn đã có tất cả DLC. Rất là tuyệt đúng không nào. Thì bây giờ các bạn chỉ cần đó là vào new campaign, sau đó chọn quân và chiến thôi đúng không nào. Ở đây thì nó có hai cái campaign khác nhau, mình không biết sự khác biệt của hai campaign như nào. À có sự khác biệt đó là có nhiều quân hơn này. Mountain Empire còn cái được Eye of the Verstot thì chỉ có 6 quân rồi. DLC chứ. Đây là Vampire Quad này. Công kinh. Cái này có Vampire Quad công kinh không? Có chứ nhỉ. Có này. Mỗi loại campaign này nó có hỗ trợ khoảng tầm 6 loại quân đội này phang nhau thôi các bạn ạ. Trong thế giới chỉ có 6 đội quân thì phải không ạ. Thực ra thì cái này mình không rõ lắm nhá, bởi vì game này thì mình không biết chơi, thật sự như vậy luôn. Còn những bạn nào mà đam mê cái dòng game thể loại RTS này, các bạn có thể tìm hiểu qua về thông tin của nó. Chứ mình thì mình không nắm nhiều thông tin của tựa game này cho lắm. Mình chỉ là người chia sẻ game thôi. Thì bây giờ đơn giản, các bạn thích cái nào thì các bạn chọn vào rồi các bạn ấn continue thôi đúng không? Sau đó chọn quân mà chiến đúng không? Cái gì ấy? Đấy. Đây là Vampire Quest. Ôi, bên này còn nhiều lắm này. Tộc các thứ. Còn được Queen là được Crone đâu nhỉ?
Thì chắc là những chủng tộc này được add vào thêm theo với cả cái DLC các bạn ạ. Chưa mình chơi bên kia mình chọn Elvet. Chơi cái bản game trên nền dữ liệu các bạn ạ. My blade is I am the wanderer. They will all pay. The queen of Crono, yeah. King master of Un. The true von Karstein. Gorkenmore. Supreme. I am true power. Jetsam. Lord Ascendant of Vengeance. Grant the Empire. Summon the electric counts. Thế giới trong cái tôi từng qua mơ ai được sử dụng rất là rộng mở. Thế giới fantasy cực kỳ khủng luôn. Cho nên là có nhiều chủng tộc mà mình dễ hiểu. Mỗi chủng tộc nó đều có một cái gì nhỉ? Một cái sức mạnh đặc trưng riêng. Time to only we are the legacy of this world needs me. Đây quân này chắc được add vào bởi cái DLC what the fuck Queen of the Crown này. Với cả đây này. Hai cái này. Tại mình thấy cái bên ngoài logo bìa đúng không nào? Đây này, logo bìa này. Đây là của Tom King nhỉ. Cái này đây này, nhân vật này là của The Queen and the Crown này, hai nhân vật này. Thế được rồi, nói chung là mình cũng chỉ muốn giới thiệu các bạn cái bản game full DLC của cái game tôi từng qua qua mưa 2 thôi. Bây giờ các bạn chỉ cần chọn quân, sau đó thì chọn chế độ Typical chế độ này, Very Hard hay là Legendary này. Mình thì chắc là Easy đúng không? Và Start Campaign thôi, nhưng mà như mình đã nói rồi, vì mình setting Ultra cho nên sau khi ấn Start Campaign thì mình có lẽ phải đợi cả 5 phút để load game các bạn ạ. Cho nên nó rất là lâu. Còn những bạn nào setting thấp hơn thì có lẽ các bạn sẽ load game nhanh hơn. Được rồi, bây giờ mình sẽ dừng lại đây đi nhá. Thì mình cũng đã hoàn thành cái video này rồi. Chúc các bạn đón lấy thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Tạm biệt mọi người.